Cây giống vàng liên tùng. Đây là những cây vàng liên tùng ươm từ hạt và nó có đặc điểm là rất là nhanh lớn. Thì như ta biết đây là vàng liên tùng là cái loại cây mà dùng để chơi bonsai hoặc là làm cây cảnh. Và đây là những cái cây vàng liên tùng lớn nè. Cây này thì nó cao khoảng 5 mét rồi. Và đây là cây con của nó. Thì những cây con này được chúng tôi cung cấp sỉ cho các đại lý bán lại. Các bạn kinh doanh cây giống hoặc là cần mua trồng thì hãy liên hệ tới số điện thoại 0356 135 729. Đó, đây là cây vàng liên tục. Và chúng tôi có cả cây ươm từ hạt và cả cây dâm cành. Cây dâm cành thì nó giống với cây bố mẹ hơn. Nó là cây nguyên thủy không bị lai. Và cái cây dâm cành thì nó phát triển chậm hơn. Còn cây ươm từ hạt này thì phát triển sẽ nhanh hơn, bộ rễ mạnh hơn. Rồi các bạn cần nhập hàng để bán lại thì liên hệ tới số điện thoại 0356 135 729 nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Và trước khi kết thúc thì các bạn xem qua gốc vàng liên tùng. Gốc này thì vòng gốc nó khoảng 1,2 mét. Và cây này thì có giá trị khá cao rồi, lên đến hàng trăm triệu đồng.